đây là lẩu gà đen. Nhưng mà như có thịt gì đây khác nữa phải không? Đấy là bò chị. Ủa? Lẩu gà mà có thịt bò hả? Dạ, cái đấy mình nướng thêm. À, này là hành tây ngâm. Bò không được sẽ trung chuyển. Để mình qua đây mình coi con gà đen. Rau đây. Này là ăn buổi tối. Còn cái món gì đây? Bánh chưng hả em? Hả? Vâng ạ. Sao nó đen thui vậy? Cái này họ làm bằng cái cây. Cái cây ở trên rừng, người ta lấy cái vỏ về nướng. Nướng rồi người ta giá ra để lấy cái bột mà đảo với gạo. Còn cái này? Cái này là măng. Giống củ măng hả? À, măng. Còn đây là gà đen. Đây là gà đen. Còn đây là tteokbokki Hà Giang. Tteokbokki. À, tteokbokki Hà Giang. Đây là tteokbokki Hà Giang. Trong này là có một cái son đang nấu cho nó sôi lên. Thơm quá, trời quá đất là thơm. Còn đây là một cái gian bếp rượu. Có rượu gì trong này nè? Rượu này là rượu ngô, uống vô là sẽ xỉn. Rượu ngô gác trên gác bếp, trời ơi nó lạnh kinh khủng. Đây là tỏi, trang trí. Rượu nếp đây. Đục hả? Rượu nếp gì? Rượu nếp đục hả? Vâng. Kia là cô chủ của khách sạn mình ở, còn đây là bạn hướng dẫn viên. Đây là món nóng, món rượu nếp đục. Đây là một bữa tối, ăn bữa tối của đêm 30 Tết. Trong đêm 30 anh cùng em đi rong chơi. Trời ơi nó lạnh quá đi này. Đây, đây là gà đen. Chị Sen em nghĩ là chắc tối nay nó chỉ khoảng 7 độ thôi chị Sen ạ. Hiện tại giờ đang là 5 độ em. Ôi 5 độ trời ơi. Ủa chứ hồi nãy là mấy độ hả chị? Nãy lúc mà em mới vừa lên trời em chùm cái mền mà em nằm rung cầm cập. Đấy là vừa rồi chị bảo là sao đi đường nó không lạnh bằng ở trên đây, tại vì là kể cả đi đường ở dưới chỗ khu Yên Minh Quảng Bạ là nó vẫn ấm hơn ở trên này. Dạ. Em vừa vào đầu đồng văn một cái là cái móng tay em nó rát rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đồng văn này bao giờ cũng thấp hơn các nơi khác mấy độ liền mà. Đây, rượu gì? À, rượu nếp đục ạ. Rượu nếp đục, ô uống cái này do là xỉn sò luôn. À cái này không say đâu chị. Không, chị không dám uống đâu. À, chị mình... mà uống là nó xịt chết. Không, em không uống được rượu bia cái. Em uống vô là mai em xỉn rồi, mai em khỏi đi nữa thôi. Bắt đền luôn á. Cái này là chờ sôi nha cả nhà mình. Đây là thắng cố hả? Vâng. Bỏ vô chung với gà luôn. Đúng rồi. Thật là thắng cố ngựa. Dạ, rồi thắng cố ngựa. Bỏ vô, ok. Ở mình ước ao lên Sapa được ăn thắng cố, không ai cho mình ăn hết. Tại đi một mình không ăn được, lên đây được ăn thắng cố với gà. Hả? Bên đây là thắng cố này, gà đen. Dạ, này, gà đen, đặc sản luôn. Này là của chị chủ khách sạn nấu nè. Đây là chị chủ khách sạn nấu nè. Đó, có một em bé. Đây là bạn hướng dẫn viên. Một buổi tối cuối năm vui vẻ, chỉ có ba người ở trên một nơi rất là lạnh. Này là như giống kiểu chị là 7 độ C, 5 độ à? 5 độ. 5 độ, cả nhà mình 5 độ. Dạ ơi. Cái gì nãy nói là cái gì? Tteokbokki. Tteokbokki. Tteokbokki của Đồng Văn, tên gọi chính của nó sẽ là bánh đá. Bánh đá hả chị? Bánh đá. Làm từ cái gì ạ? Nó làm từ bột gạo nếp giống như là làm của bánh dây giò, bánh dày ấy. À dạ. Cái này chị làm luôn hay mình đi chợ mình mua? Cái này là phải đi chợ mua. À. Làm thì làm được mà không có thời gian làm. Đây là rượu. Thường như ở dưới xuôi nhà mình thì cái này nó sẽ là bánh dày. Em ngửi giống mùi cốm lắm chị ạ. Cái này chị làm luôn hả? Không, cái này cũng là lấy chị ạ. Cái này là phải đặt riêng. Tại vì cái này nó làm cái rượu nếp non. Nếp non. Nó giống mùi cốm lắm. Đúng rồi, thì em nghĩ là cái này uống mà nó sẽ ngọt. Nó cũng hơi ngọt. Đây là bánh chưng gù. Nước ngọt ngoài bình. Sao gọi là gù hả chị? Nó đây là bánh chưng. Xong em lấy hẳn một cái bánh chưng ở bàn lấy cho chị xem. Bánh chưng gù tại vì là nó hơi có nhu lên một chút. Đây miếng bánh chưng. Cái màu đen này là nãy bạn nói là từ cái gì, lá gì ở trên này hả? Đúng chị rồi. Ha? Màu đen này là tất cả đều là lá cây ở trên này hết. Dạ. Yeah. Gạo nếp cũng trên này luôn. Gạo nếp ở trên này. Cả nhà mình bánh chưng gù lát nữa ăn sẽ thưởng thức ha. Giờ chị quay giới thiệu thôi. Còn cái này là măng đúng không chị? Đúng
Cái đấy là măng ngọt. Măng ngọt. Chắc là ăn nó ngọt chứ nó không có nhẫn nhẫn giống như với mình nha. Cái lượng nó thấp hết. Mùa đến tầm này là cuối mùa rồi thì nó cũng sẽ hơi nhẫn. Dạ. Nó hơi nhẫn nhẫn đắng một tí. Ôi nhưng mà mình không quen uống rượu, em sợ xỉn lắm chị ơi. Em xỉn một cái rồi mai em có đi chơi được, tội chị em. Chị nhấp môi một chút thôi ạ. Nhấp môi mà say rồi nó ghiền sang. Nhớ đâu mà mai lên nhớ, Hà... nhớ đâu mà mai thích thì sao? Lên Hà Giang mà không uống rượu là không phải lên Hà Giang. Rượu ngon thì phải có bạn hiền đúng không? Trà ngon là phải có tri kỷ cùng nhấp môi. Riêng mà lên Đồng Văn là cứ phải uống rượu. Ở trên này là cứ phải uống rượu cơ. Rồi, quá nét. Và là cái thứ nhất là thế. Cái thứ hai là khách quý, rất là quý, họ mới mời rượu. Chứ còn không thì họ chẳng sẽ mời có cái gì cả. Hôm nay cháu đang cuối thôi, cuối. Mấy tháng hả chị? Cháu mới được hơn tháng. Đến mùng 8 này cháu mới được 2 tháng. Làm quá. Mà sao là biết đâu. Vì ở cái chỗ mà chưa đến Đồng Văn đâu. Cái chỗ Sài Hùng ấy, chỗ mấy trường học ở sát đường ấy. Cái chỗ đấy nhiệt độ vẫn còn cao hơn ở trên này. Nên cái này là thần nhiệt độ thấp hơn. Em không biết, em chỉ biết là em vào cái chỗ nhà bao một cái là thôi. Đúng rồi, bắt đầu từ nhà bao. Ngón tay mà em đeo hai cái găng tay mà vẫn buốt. Lúc em về nên em bỏ ra tay bỏ hết rồi. Chưa đi nước cũ đúng không? Chưa, mai nước cũ lại còn lạnh hơn ở trong này. mai chắc chị em mình vào nước cũ nó khoảng 4 độ. Vì là sáng nay thấy ở trên này check là 4 chắc độ. Chắc là phải mua thêm hai bộ áo mưa, phải mặc hai bộ áo mưa lên mới được. Lũng cú thì lũng cú nếu như mà ở đây mình đang 5 độ thì lũng cú sẽ là 3 độ. Chưa ăn thua. Tại vì ở trên đây nhiệt độ còn là âm mà. À chà. Nên là này chưa ăn thua. Để cho nó soi một xíu. Em bảo ngao vô em. Bảo ngao vô em. Chị ăn gì em đắp cho. À thôi cứ ăn đi. Nhà mình cứ ăn đi. Duy cho chị thử bánh đá. Không, không tí nữa em sẽ tự thưởng thức. Tí nữa nó xảy quá thì nó nhũng rồi hả? Ừ, nó sẽ bị nữa. Sản trên đây là rau đậu Hà Lan. Tại sao cái cọng rau của đậu Hà Lan hả chị? Đấy, nó là cái dạng đậu Hà Lan đấy. À. Nhưng mà loại này là loại ăn lá. Loại này ăn lá thôi. Loại này ăn lá. Nếu mà để ý thì là đi trên đường ấy, mình có thấy cái hoa nó cứ thâm thấp mà nó có màu tím với màu xen vào nhau đấy. Em hỏi là cái đó là cái gì để làm gì đó? À, hồi chưa em hỏi phải không? Phải, cái đấy lại không phải đậu Hà Lan. Phải hả? Cái đấy lại không phải, cái cây đấy cây to mà. Cây to là đậu, cũng là cây, cũng là giống họ đậu. Nhưng nó là ở trên đây gọi là đậu cái gì, đậu châu ấy, cái gì ấy. Nói chung là đại đấy là ăn hạt đúng không? Đấy là đậu ăn hạt. Đậu đấy thì hạt rất là to. Nó to gần dạng giống như cái hạt đậu đỏ của mình ấy. Này, đây là cái giá nè, to. Cái này là để gọi là ngập lặn. Chào chú nhé. Dạ, chào chú. Đây. Đây. Đây là làm em chơi rượu anh. Vô ngồi luôn. Này là ông xã. À, không, xin lỗi. Không có gì. Anh ơi. Làm em chơi rượu. Anh ngồi vào đây. Hello. Xin chào. Đây là bạn chó. Đằng kia. How? Hi. Bắt tay. Ây da. Dễ thương vậy. Bên này một bạn nữa nè. Bên chú anh chị các bạn, trên này có hai bạn. Ủa bắn rồi ạ? Vâng, không, nhưng đấy là của dân bắn rồi. Tí đến giao thừa mới bắn gì à? Nhưng mà bắn thì nó đứng ở đâu nhìn thấy? Nhà mình. Ồ. Đứng ở nhà mình nhìn thấy á? Thôi, mà em chỉ thưởng thức. Mà nó bắn gây nhà nào không bắn? Ồ, chỉ có mỗi năm ngoái là bị ấy thôi, cấm thôi, không có nhiều thôi. Chứ còn lúc nào ở trên này cũng bắn nhiều mà. Xuống cái khủng mà bắn xuống hơn ở Hà Nội. Mấy năm nay nó dịch dã, nó không đủ pháo mấy. Vâng, nhìn các chị không? Rồi, cả nhà mình hay sân đi. Được rồi, đây, căn sân nha. Em mời chị, em mời anh. Trời, em cũng thôi cho em không uống nha. Em mời chị. Nhấp môi thử xem cái rượu. Khả năng là em được là người xông nhà chị đấy. Chị mấy? Em tuổi con rồng, tính ra em tuổi con rồng. Là chị mấy? Em 2000, tính ra là tuổi con rồng. Thơm thơm ha. Thơm ngon mà. Chị tuổi con gì? Em á,
em từ Tân Châu. Từ 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 em phải ham tí nước đã. Tân Châu là 8 đấy hả? Ừ, dạ, 85. Thôi, em mời cả nhà nhé. Dạ, mời cả nhà. Dạ, mời anh vô. Dạ, đây là cái tteokbokki. Tteokbokki, thưởng thức tteokbokki. Sợ nó nhão. Gọi là bánh đá bánh khoải nhưng mà các các chú đi nữa, bây giờ các chú cho thành tteokbokki. À. Giống như tteokbokki của tụi Hàn Quốc mà con nít nó hay ăn hả? À. Sao uống mà nó ngậy nhỉ? Thấy không? Đây. Thơm mà. Thế là tí anh xung nhà cho nhà quý. Xong rồi đội nhà quý lại kéo nhà lên đây. Sao mình chả biết có lên hay không nhưng mà thấy nó nhờ như cái vậy. Cái này cái gì chị? À, cái em nhưng mà chắc mình người sáng lá mai đi. Lá sách con ngựa hả? Mà lá sách con ngựa. Mai đi thôi. Sáng mai rồi. Tí nữa còn. Sáng mai không có khách đâu gì. Không. Để sáng mai anh em mình đi nhỉ. Ừ, sáng mai đi. Chắc thằng cháu con nó đi nó gỡ nhỉ lại cho bác. Anh dùng lúa đi anh. Ừ. Có định hai ba cháu đi đi. Đúng chưa đâu. Hai ba cháu định đi. Đó anh yếu chẳng bế được. Không, buổi sáng chị sẽ ăn nhé. Buổi sáng nay ôm nó ngủ thích thật ấm ngủ làm im. Thằng này cứ buổi sáng thì cứ rất là ngoan. Ở ngoài yêu khác là xong rồi mình dở sang bên này. Sang bên này cái là lại làm im một lúc nó mỏi. Nó mỏi nó kêu mình lại dở sang bên này cái lại làm im. Anh là nhà anh là chú là nhà ở ngay dưới này ạ. Nguyễn này. Thế sáng nào chị cho em ngủ. Mình sẽ lặn cái miếng. Ừ. Miếng này bao giờ? Này nó đắng nhanh chứ chị. Đắng hả? Hết mùa rồi, mùa cũng cuối mùa rồi. Uống sữa dưới kia bây giờ em mới học. Đây là măng hả? Phải măng. Đây là măng ạ. À. Bỏ măng vô chén. Ồ review, bỏ măng vô chén. Em thì em cũng hay gặp anh ở đây đấy nhưng mà cũng không có thời gian để sang giao lưu. Đây là cái anh Minh Nam là hay mình đang lặn cục thịt gà. Gà đen. Tôi chắc phải em tên Duy năm 2000. Có khi là nếu mà gọi đúng là gọi đồng chú đấy. À. Làm nhiều đồng chú. Hỏi chú thật. Mọi người ăn buổi ra buổi ăn tất niên cuối năm. Đặc biệt quá trong năm. Đặc biệt đấy. Thế nên là đi gọi là đón Tết cùng với Duy năm nay chứ còn không thì tầm này là mấy anh em đang đi tất cả các nơi rồi. Dạ. Ở trên này nó có tục lệ là mổ lợn để ăn Tết. À. Nên là dạ. Hôm nay cả xóm, này đều gọi. Cho nên là hôm nay mình lên đây trúng đêm 29 Tết là tối nay được coi bắn pháo hoa ở Đông Bắc. À, em mời anh chị. Mời chị. Em mời chị. Dạ, em mời anh. Dạ. Không, mời Duy. Em nhìn này em còn ít tuổi rồi. Ừ. Dạ. Anh đón thử. Em sinh năm 84. Dạ. Dạ. Hả? Anh này liếc qua chị kia liếc lại một cái là thôi biết rồi đó. Cái này nó the the đắng đắng thơm thơm. Thơm mà, dạ, thơm không? Thơm. Rượu nó rất là ngon. Cái gì? Không biết lấy cái xỉn không? Không thấy đứa nào đang bán này quên mất rồi. Đây mình sẽ thưởng thức cái món như thế nào? Rào chuyên. Nhưng cái màu khác rồi. Màu vàng vàng. Màu nó vàng vàng hơn chứ nó không được. Cái này là được nếp. Nó trong như này. Cái này là nếp non. Ừ. Cái kia là nó em là em hứa với chị mà chị cũng lấy được cái này nhiều. Ừ? Chị cũng lấy được nhiều. Để em lấy cho em đi. Ok, không em tẩm bổ cho em. Nhậu. Đây là cái để chị phải hỏi đó. Không mà thơm mà cái này mà cái này uống thơm thật. Tại vì cái nếp kia thì nếp nếp kia thì đầy nhưng mà cái nếp non này thì ít. Nếp non thì bây giờ phải đúng mùa mới có à? Ừ, thế phải có. Không muốn được. Không muốn nổi. Thật sự mà không muốn đây được. Đây là măng măng ngọt ở trên đó. Hôm nọ em đi khách đi ra bên là phố cổ ngồi. Là uống một uống một hai rượu thôi. Là hai anh em hôm sau ông Hoàng David cũng đi truyền luôn. Đau đầu quá. Uống rượu đúng rồi mà lại nhất là uống của kia ông ở cũng lạnh đầu lạnh. Cuối thì hơi bị. Nói chung là lần đầu tiên được ăn những cái món này vào một cái ngày cuối năm. Cảm ơn chị chủ rất là nhiều. Xong đậu búa đi không? Này là thịt gà. Này là gà đen. Ủa anh chị uống không dùng hả? Có mà vẫn dùng bình thường mà chị. Ủa thịt này mình có luộc trước hay sao nó mềm á chị hả? Nhanh mềm không? Thịt nó mềm như này nó không bị dai. À vậy ha, gà đen trên này vậy. Ấm ngủ rồi đó. Cháu cứ gà gà bị bịt buổi chiều mà cháu cứ gà gà bị bịt. Đúng là bây giờ đã ấm hơn rồi, trời ơi hồi nãy mới vừa lên.
nó rung cầm cập y như là đang ngồi trong là cái còn là tối mùng bây giờ không còn nhà nào nhận được khách nữa rồi. Mùng 2 full, mùng 3 full, mùng 4 full. Mùng 5 thì còn một ấy một tí. Không, mùng 5 thì xe Hà Nội lên để không full mà xe Hà Giang về. Hành tây, hành tây muối hả chị? Đâu, đây là hành ta. Hành ta mà to vậy đó hả? Hành miếng hành ta muối. Dừng đi. Cái gì này, món gì trên đấy là hôm nay là gì đấy món gì? Bây giờ bọn nó ngồi nhiệt tình quá đâm ra bệnh ngồi đâu suốt từ 4 giờ vừa đứng dậy đi về bọn nó còn mới tăng nữa kìa. Yến đi đổ rác cho Phượng tít gì kia xong lên này còn đi hai tăng nữa, Vân thì lên cơ quan mẹ đi một chỗ nữa và mình cũng chịu nó thật, bọn khỏe, bọn gái nó khỏe hơn mình này. Tại mẹ khổ, bọn nó là dân ở trên này rồi. Thì... Đúng rồi. Là địch quay à? anh này, Quý này, Vân này, Thuận này, Mỹ này, Yến này, 5 người uống hết 6 cà. Thế mà bọn nó vẫn còn đi tăng nữa, hai tăng nữa nó phải chịu. Mệt. Con Vân bảo nên cũng chẳng quan trọng. Em nghĩ đây là bánh chưng gù. Sông hay không sông ấy thì nó có ảnh hưởng hay không thì nhỉ? Thế năm ngoái tao chọn người sông do mình thôi. Vớ phải Covid không. Sông. Em mà như năm ngoái em mà không biết ai vào nhà em luôn cơ. Nói chung là nó cũng chẳng quan trọng gì. Nó không quan trọng đâu. Quan trọng là nó hợp anh em người đến ngày Tết đến uống rượu nhau thế vậy thôi. Đấy chứ còn cái bánh chưng cừu này chọn hay không chọn thì nó cũng chẳng. Nó thơm thơm. Chứ nếu mà chọn đây như năm mấy năm nay Covid thì có mà chọn mà mắt. Đây là gà, gà đen. Miếng rau thưởng thức rất là ngon. Đó, anh ngồi lên, bảo anh động búa tí, không anh động. Anh về dọn nhà đi. Vào gặp nhé. Ai chả ăn. Lần đầu tiên trong cuộc đời à? Ăn tất niên cuối năm. Chị ạ, em lại quên hỏi tên. Được ăn gà đen. Quên hỏi tên. Anh Quân. Được ăn thắng cố vào ngày cuối năm 2021. Hy vọng là sang năm 2022 nhiều điều tốt đẹp. Sẽ đem cho chị Su. Nhiều điều tốt sẽ đem cho chị Su. Cũng như là tất cả cô chú anh chị các bạn xem chương trình. Lát nữa là chị Su sẽ quay một vòng ở khách sạn này với lại chờ coi bắn pháo hoa hôm 12 giờ. Quay vô trong cái video clip này chờ đón giao thừa năm mới luôn. Cô chú anh chị các bạn ạ. Hôm nào mà nó đã nóng ấy, ngoài từ 35-36 độ thì cũng vừa đi đường thôi. Tết trên này sao chị? Tết ở trên này ấy hả? Tết trên này thì thường thường sẽ bị buồn hơn ở dưới kia. Nhưng mà có gì đặc biệt không? Mọi người có đi chơi hay là có, cái gì? Mọi người sẽ có đi chơi. Hiện tại là bây giờ nó vẫn đang dịch chị ạ. Đang dịch thì nó sẽ bị ít hơn. Tết trên này thì tầm từ mùng 3 cho đến mùng 5 là sẽ có tục lệ là bắt mợ. À, vậy đó hả? Mình đi lang thang ngoài đường rồi. Nhưng mà bây giờ sẽ ít hơn. Tục lệ bắt vợ thì thường là của dân tộc Mông. À, người ta chỉ bắt người làng của người ta thôi ha. Đúng rồi. Chỉ có dân tộc Mông người bắt của dân tộc Mông thôi. Chứ còn người Tày hay người Kinh không thể bắt được. Chỉ người dân tộc Mông mới được bắt. Nó sẽ diễn ra vào trong trước, ngày trước thì nó sẽ diễn ra đến mùa hết mùng 10. Nhưng mà bây giờ dịch không được tụ tập nhiều. Em hôm nào em từ bàn với chị, em có nên ôm 27 tháng 3 không? Bắt vợ. À, đây có một cái nhánh đào. À, đây trang trí ngày Tết ở trước cái sảnh của cái khách sạn Tì Xù ở. Có mình nè, tối 29 thì có mỗi mình luôn. Lát nữa 11:50 mà dậy được thì sẽ đi quay phá bông chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn ạ. Anh chúc mọi người luôn vui khỏe, hạnh phúc và bình an. Năm nay đi chơi xa, đón giao thừa ở Đông Bắc, ở Đồng Văn. Thật sự rất là lạnh 5 độ C, cả nhà mình Tây Xu chưa bao giờ ở một cái nơi nào mà lạnh 5 độ hết. Hồi trước ở Hà Nội thì cũng 10 độ, 7 độ thôi, chứ còn 5 độ hồi nãy lên rung cầm cập giống như đang ngồi trong cái tủ nước đá vậy đó. Bây giờ Tây Xu đi vô phòng, bye chào cả nhà mình nha.